Đưa vợ đi thay pin đồng hồ rồi. Trời đang mưa thì pin bùng đi. Mà tốt nhất đừng thay. Thay tự dưng đồng hồ lại ảnh hưởng. Cứ để nguyên đấy. Mình đeo thời trang không cần xem giờ. Xem giờ mình xem điện thoại rồi. Cứ để đồng hồ chết đeo chất. Anh ạ, trời bà. Đồng hồ chết là đen, nó chuẩn, nó là phong thủy. Nhưng mà nó chỉ là phong thủy với đồng hồ treo tường ở nhà thôi em ạ. Cái phong thủy, cái đồng hồ chết anh biết. Cái phong thủy ở nhà nhá, một là màng nhện. Màng nhện ở nhà hoặc ở phòng ngủ hay ở nơi mình ở mà có màng nhện là rất là đen, không tốt. Hai là đồng hồ chết để trong nhà mà mình vẫn treo là phong thủy là không tốt. Nhưng mà đồng hồ trên tay mình đeo, đồng hồ mà hết pin thì vẫn là bình thường em ạ, không sao hết. Nghe như thế này này, mọi người lên dùng, dùng lúc đi xem, à nhầm, lúc gì nhỉ? Lúc đi tập gym, đi tập thể dục buổi sáng, đi thể thao. Hai là mọi người đi xe khách, đi ô tô, ví dụ đi về quê ấy. Ba là mọi người, nói thật là mọi người đừng lên xem phim. Xem phim thì mua cái loa này, nó đỡ hại tai. Còn nói thẳng ra là đeo tai nghe nhiều ấy, mà xem phim buổi tối hoặc là xem hoặc là nghe nhạc nó quá, đi xe máy nó nghe nhạc nó quá nhiều ấy, cái thứ nhất là nó nguy hiểm. Cái thứ hai là tai nó bị ngạnh đấy. Ngạnh ấy, nghe nhiều là ngạnh tai đấy. Volume là nó bị chập chang ấy. Hiểu không? Đừng có nghe tai nghe nhiều quá. Chỉ nghe mình lúc mình đi tập gym thôi, một ngày mình nghe khoảng tiếng đến tiếng rưỡi thôi. Này.